để nơi Nam ăn học. Một hôm, Nam đang ngồi đọc sách trong sân trường thì thấy các bạn đi qua cầm lồng đèn điện tử, vừa đi vừa hát. Ơi, mấy bạn ơi lại đây nè, mình chuyển vào cái này hay lắm nha. Cái lồng đèn này của mình á hả, chỉ cần bật cái nút này, nhạc sẽ nổi lên siêu hay luôn. Đâu nè, coi thử nha. Lồng đèn của mình á cũng kêu được này, ngoài ra nó có thể di chuyển được nữa, xem đây nè. Chuyện gì đâu? Ủa, để thịt lại nha. Bông trầm chắc là ước kỳ đã thôi. Ăn thua gì, lồng đèn của tôi này đấy không? Chỉ cần lắc mông nó có thể chuyển được bài hát luôn á nha. Xạo. Trời, con gái hả mà nói xạo hả? Là răng cắm xuống đất, chỉa lên trời nè. Yeah. Không tin hả? Đương nhiên rồi. Nhìn nè. Đâu. Đèn trung thu chúc em vui đùa hát nha. Buồn bầu trời xinh chắc tròn tròn là trái. Hay quá vậy, hay quá vậy. Ôi ơi, mình làm chung nha. Nha. Đèn trung thu chúc em vui đùa hát nha. Buồn bầu trời xinh chắc tròn tròn là trăng. Các bạn ơi, các bạn có thể cho mình chơi với được không? Ủa, bạn là ai vậy? Mình là Nam. Trời ơi, nhìn là biết Nam rồi, không lẽ nữ trời. Không, mình là Nam, mình tên là Nam á. À thì cũng được thôi, nhưng mà Nam ơi, bạn có lồng đèn không? Lồng đèn hả? Mình không có. Ủa vậy, tại biết sao không? Tụi ba tụi mình này ai có lồng đèn hết, vừa nhạc nè, vừa pin nè, kêu nữa nè. Mà bạn không có thì sao chứ? Có lồng đèn mới được chơi với được tôi nha. Để thôi chắc mình không cho bạn chơi được. Thôi bye bye Nam nha. Nha. Ôi đó, bye bye nha. Bạn bè ai cũng có một cái lồng đèn thật là đẹp, còn biết hát, có nhạc nữa. Mình cũng phải về kêu mẹ mua cho mình một cái thật là đẹp mới được. Nghĩ Nam vừa chạy một mạch về nhà để đòi mẹ mua cho lồng đèn điện tử. Về tới nhà, Nam làm việc nhà rồi vào học bài. Vừa học một lúc thì mẹ Nam về xách bao ve chai vừa gọi. Em ơi, mẹ về rồi nè con ơi. À, mẹ ơi, mẹ về rồi. Hôm nay mẹ đi làm có mệt lắm không? Để Nam lấy nước cho mẹ uống nhé. Mẹ ơi, mẹ uống nước đi mẹ. Hôm nay con của mẹ ở nhà làm được những gì rồi nào? Dạ, hôm nay con ngoan lắm mẹ. Con đã làm xong hết tất cả bài tập nè. Con nấu cơm, dọn dẹp nhà. Con tự tắm rửa cho mình mà còn giặt quần áo nữa mẹ ơi. Wow, mẹ giỏi quá. Để mẹ nghĩ xem, mẹ sẽ thưởng cho con tối hôm nay. Con thích ăn món gì? Để mẹ đi chợ nấu cho con ăn được không? Không, không. Con thích một cái lồng đèn trung thu. À, lồng đèn à, cũng sắp tới trung thu rồi nhỉ. Để mẹ xem. Hay là ngày mai mẹ đi chợ mua luôn cho con một cái đèn ông sao nhé. Không, con không thích lồng đèn ông sao. Con thích lồng đèn mà có nhạc, mà phải biết hát, giống như của bạn Việt Tiến cơ. Cái đó thì mắc quá con à. Nhà mình thì nghèo. Hay là để mẹ mua cho con một cái lồng đèn cá chép được không? Con cũng không thích lồng đèn cá chép. Con không chịu. Con nè. Mẹ không thương con. Con ghét mẹ. Con nói gì vậy? Nam. Nam giận mẹ, bỏ chạy ra khỏi nhà. Vừa mệt vừa đói, cậu ngủ thiếp đi tại một gốc cây. Rồi cậu mơ thấy mình lạc vào chốn nào. Cậu chạy khắp nơi để tìm đường về nhà. Đây là đâu? Đây là đâu?
À, mình thật là một con người vô cùng thông minh và tỉnh táo. Mình đi thẳng, rẽ phải, rồi lại rẽ phải. Cuối cùng, mình lại quay về chỗ này. Ha ha ha. Ôi mèn đét ơi, cái thằng của trẻ này chắc học dốt lắm đây. Coi như là 4 lần rẽ phải thì quay lại chỗ cũ là đúng rồi. Quá gì? Chắc là có ai đang nói xấu mình đây. Anh kia, sao lại nói tôi học dốt? Mà anh là ai đấy? Sao lại gọi tôi là cuội? Anh có biết tôi mang trên mình một cái tên vô cùng mạnh mẽ chứ không phải tên cuội đâu nhé. Vậy cậu tên gì nào? Tôi là Men. À nhầm, tôi là Nam. Cho dù cậu tên gì đi nữa thì lên tới cung trăng này cậu cũng chỉ là cuội thôi. Ơ, vậy tôi đã được làm cuội rồi à? Chính xác. Cơ mà, coi ra anh chỉ hơn tôi vài 3 tuổi, sao lại gọi tôi là cuội trẻ? Hóa ra anh là cuội già. Này, cậu nói ai là đuổi gà? Cậu nói ai là đuổi gà hả? Không, tôi không nói anh là đuổi gà mà là cuội già đấy. Chuẩn, không cần phải chỉnh, cuội già đấy. Mà chú có biết nickname trên này của ta là gì chưa? Là gì vậy? Cuội già cô ta. Xíu. Cuội già cô ta à? Mà cơ mà, sao anh phải đứng úp mặt vào gốc cây kia? Rồi à, đúng là cuội trẻ chẳng biết gì hết. Ra đây anh khai sáng cho. Coi như là trên cái cung trăng này có rất nhiều chị Hằng và chú cuội. Hàng năm cứ vào dịp trăng rằm là sẽ có một chú cuội ra đứng ở gốc đa cho tất cả các bạn thiếu nhi ở dưới hạ giới ngắm. Ơ, để cho người ta ngắm thì anh phải quay mặt ra đây, sao lại quay mặt vào trong đây thế kia? Ờ thì ngày xưa anh cũng như chú, cũng không ngoan, không nghe lời mẹ cho nên... Nên bị phạt ốp mặt vào gốc cây kia đúng không? Thôi mà, ai phạt anh đấy? Có phải là cái cụ cuội không? Không, không phải các cụ cuội đâu. Chú không biết đấy chứ, các cụ cuội trên đây đoàn kết lắm, yêu thương nhau lắm. Mà chú là lính mới cũng phải biết điều đấy. Chú hãy về đội của anh sẽ làm cho chú lung linh là lên luôn. Mà chú có biết trên cái cung trăng này đội nào là đội ghê gớm nhất không? Là đội của ai vậy? Là đội của chị Hằng đấy. Wow. Đội của chị Hằng không ghê thì cũng phát gớm, khủng phát khiếp luôn. Ai yêu Hằng đó? Trời ơi, mới nhắc đến Tào Tháo xuất hiện, dồn thôi. Ủa, ai đây ta? Trên cái cung trăng này, chị Hằng nổi tiếng là một người vô cùng xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như muôn. À, em biết chị là ai rồi. Chị là người hầu của chị Hằng đúng không? Hả? Nghĩ sao vậy? Người ta đẹp lộng lẫy nhưng mà kêu ta là người hầu hả? Không chịu đâu. Em không chịu đâu, gì này dữ quá. Không chịu đâu. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Rồi. Chị giúp em gặp chị Hằng đi chị. Em muốn gặp chị Hằng để xin chị Hằng cho em về nhà đón cúng hôn với gia đình. Đâu phải muốn là được đâu. Trời ơi, con người gì mà chảnh vẹ thay ghét. Chị giúp em gặp chị Hằng đi chị. Em muốn gặp chị Hằng để xin chị Hằng về với mẹ. Chị Hằng à, được thôi, chạy đi. Đằng sau quay biết ba bước. Tên tên. Ờ, đâu chị Hằng? Đâu tên tên? Chị là chị Hằng. Ừ. Trời ơi, tớ nói chị Hằng sao mà nó xấu quá. Chú không tin đây là chị Hằng. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có tin đây là chị Hằng không? Vậy chị có phải chị Hằng được không?
Ủa bộ không cho hả? Trời ơi, bà này, bà là chị Hạnh thiệt hả trời? Ha, bây giờ mới nhận ra mình, rồi đáng ghét. Rồi, không, không được, nơi này thật là đáng sợ. Ông Trang ơi, mẹ ơi, mình không muốn ở đây nữa. Mình muốn về nhà, mình muốn về nhà. Một, hai, ba, dừng thôi. Đứng lại. Nam, cậu có biết vì sao cậu lại lên đây không? Tại em vừa hiền lành, vừa đẹp trai, lại vừa học giỏi, nên được ông Trang đưa lên đây để du lịch đã. Thôi đi, bây giờ mà cậu còn nói dối nữa à? Hãy nhìn xuống nhân gian xem cậu có nhận ra ai kia không? Ở dưới trần gian, mẹ Nam ngày ngày đau khổ, khóc hết nước mắt vì nhớ Nam, đi khắp nơi tìm cậu. Nam ơi, con ở đâu? Nam! Kìa, các con có thấy Nam nhà cô không con? Nam à, mẹ đi tìm con biết bao nhiêu lâu nay rồi. Con ở đâu? Con về với mẹ đi con. Nam ơi, mẹ đã mua được lồng đèn cho con rồi. Chiếc lồng đèn đúng là chiếc lồng đèn mà con thích. Con mau về với mẹ đi con. Nam ơi. Nam ở trên cung trăng nhìn thấy mẹ như vậy, vô cùng cảm thấy có lỗi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, mẹ đừng đi mẹ ơi, mẹ đừng đi mẹ ơi mẹ. Nam, cậu đã thấy chưa? Mẹ cậu dầm mưa dãi nắng để lo cho cậu ăn uống no đủ, học hành đến nơi đến chốn. Mẹ cậu là người thương cậu nhất đấy. Ngày xưa ta cũng như cậu, cũng không ngoan và để mẹ buồn nhiều, cho nên mới bị đẩy đến cái cung trăng này để cho chị Hằng dạy dỗ lại đó. Đúng đó, mỗi năm ông Trăng đều đưa một bạn trẻ không ngoan dưới hạ giới lên úp mặt vào gốc đa để cho ta và chú Cụi xuống trần gian vui Trung Thu cùng các em nhỏ. Còn cậu, cậu cũng ở lại đây chuẩn bị làm cụi trẻ đi là vừa ha. Anh Cụi ơi, em không muốn, em không muốn ở đây làm cụi. Em biết em hư, em biết em có lỗi. Em hứa từ nay em sẽ ngoan mà. Anh Cụi ơi, chị Hằng ơi, chị giúp em quay về với mẹ đi chị. Em muốn nói chung thu cùng với gia đình. Chị ơi, chị giúp em đi chị. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có thấy Nam đáng được tha thứ không nào? Các bạn nhỏ đã đồng ý tha thứ cho em, vậy nên chị sẽ cho em về nhà đón Trung Thu cùng với mẹ. Em đừng khóc nữa. Cụi, cụi mai chở ta hạ giới của Trung Thu cần các em nhỏ đi nào. Dạ chị để em. Em cảm ơn chị Hằng. Em cảm ơn chị Hằng. Lúc này Nam mơ màng tỉnh dậy. Trong mơ Nam thấy tiếng mẹ gọi mình. Nam ơi, con. Nam ơi, con ở đâu? Nam ơi. Ơ kìa, con, Nam, con à, chạy đi con, mau tỉnh đi con. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Con mãi mẹ cũng tìm được con rồi nè mẹ. Mẹ đã mua được lồng đèn cho con. Con coi xem, có đúng phải lồng đèn mà con thích hay không? Mẹ ơi, cũng không cần lồng đèn này nữa đâu. Con biết, nhà mình nghèo, nhà mình không có điều kiện được như các bạn. Con không nên đua đòi, ham chơi. Con xin lỗi mẹ, con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Con không nên bỏ đi như vậy. Con hứa, từ nay con sẽ chăm học, không ham chơi, đua đòi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ. Trước giờ mẹ không lo lắng được cho con, đầy đủ cho con như người ta. Mẹ xin lỗi con, mẹ. Thôi, mẹ con mình đi về nào. Các bạn thấy đấy, chúng ta tuổi còn nhỏ phải biết vâng lời ông bà cha mẹ, lễ phép với người lớn, chăm ngoan, học giỏi. Vì như thế mới được mọi người yêu mến, mới không phải úp mặt vào gốc cây đa. Và đặc biệt là được đón Trung Thu với chú chị Hằng và chú Cuội đấy.